Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng tại vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã trở lại với cuộc đua vô địch. Tại vòng đấu thứ 3, đội bóng Giới Thành tiếp đón đối thủ Topland Bình Định trên sân nhà mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên trưởng Veliza Popov do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Niềm vui từ sau chiến thắng 3-0 trên sân của Hải Phòng ở lượt trận trước đã khiến cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Đông Á Thanh Hóa thêm hưng phấn trong cuộc đón tiếp đối thủ Topland Bình Định. Tiền đạo Bruno Cunha vẫn được tin tưởng đeo băng thủ quân. Trở lại sau chấn thương, Lâm Ti Phong chiếm một suất đá chính hàng tấn công thay cho Lê Văn Thắng bị chấn thương. Trước một đối thủ từng bại trận ở giai đoạn 1, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã nhập cuộc chủ động, nhưng đội khách Topland Bình Định lại bố trí đội hình với thiên hướng phòng ngự chặt, phản công nhanh. Sự thiếu vắng huấn luyện viên Popov trên băng ghế chỉ đạo là một thiệt thòi không nhỏ với đội bóng xứ Thanh. Sau khi Topland Bình Định đe dọa khung thành của Đông Á Thanh Hóa bằng hai cú dứt điểm trúng cột dọc, đội chủ nhà đã thi đấu khởi sắc hơn với những cú dứt điểm liên tiếp của Trọng Hùng, nhưng thế bế tắc của trận đấu vẫn chưa bị phá vỡ. Khi mà mọi đường lên bóng của Đông Á Thanh Hóa đều bị bịt kín, thì tiền đạo Bruno Cunha đã tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Lâm để mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Sang hiệp 2, cầu thủ Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chơi pressing tầm cao để tạo sức ép, đồng thời giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Các cơ hội liên tiếp đến với đội chủ nhà. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã có một ngày làm việc vất vả khi liên tục trổ tài cứu thua sau những cú dứt điểm của Lâm Ti Phong. Tiền vệ số 17 của Đông Á Thanh Hóa không có duyên với mảnh lưới của thủ môn Văn Lâm khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Tuy vậy, tiền đạo Bruno Cunha thì ngược lại. Thủ quân của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã dứt điểm hiểm hóc để lần thứ hai đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, qua đó định tỷ số 2-0 cho đội bóng xứ Thanh. Như vậy, trong cả hai trận đối đầu với Topland Bình Định ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đều chiến thắng. Với trận thắng 2-0 trước Topland Bình Định, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã được lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, hệ thống trường liên cấp Newton Thanh Hóa tặng thưởng số tiền là 100 triệu đồng. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên trưởng ông Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chia sẻ: Thực ra thì toàn đội hôm nay rất là cố gắng, và cái đầu hiệp 1 thì chúng tôi chơi chưa tốt, nhưng mà sau khoảng 25 phút của đầu hiệp 1 bắt đầu là anh em nó cân bằng được và bắt nhịp được cái cuộc chơi. Ban luyện đặt cái mục tiêu rất là cao cho cái trận đấu chiều ngày hôm nay, thì là sau cái chuỗi trận áp lực rất là lớn để mà bị thua và hòa trên sân nhà, đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Nên là bản thân ban luyện và tất cả cầu thủ đồng lòng và chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trận đấu chiều hôm nay, để dành cho người hâm mộ xứ Thanh. Với 3 điểm giành được sau chiến thắng trước Topland Bình Định, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch năm nay cùng với những đối thủ nặng ký khác như là Viettel, Công an Hà Nội và Hà Nội. Theo lịch thi đấu, ở vòng tới, đội bóng xứ Thanh sẽ đến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8.